Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là nhật ký máy rửa bát ngày 30 tháng 7. Buổi sáng hôm nay thì đã không rửa sạch rồi. Không biết chiều nay thì sẽ thế nào. Buổi chiều nay sẽ có một cái nồi to. Nó là nồi thịt bò kho từ hôm qua. Và đồ ăn thịt bò kho này cũng rất nhiều mỡ. Đấy, cái nồi này có rất nhiều cặn ở trên thành luôn. Ngày mai nó có sạch không. Thì hôm nay mình đã không thay đổi lại mức muối. Mình cứ rửa thêm một bữa nữa để xem như nào. Hy vọng là mai nó sẽ ok, chứ không mai lại đi rửa lại vỡ mồm. Nếu mà không được nữa chắc mình lại phải gọi bảo hành thôi. Vì rõ ràng là mình không thay đổi mức muối mà tự nhiên nồi inox nó lại bị kiểu vằn ấy. Và mức muối nhà mình bình thường thì là mức 2 rồi. Và hôm nay mình khá là nhiều đồ nên là mình phải cho một ít đồ ra ngoài. Và ok, mình đã xếp xong rồi. Mình lại dùng một viên, à nửa viên Sunlight. Hẹn mọi người ngày mai nhé.